Em đi về nhà chồng rồi, anh còn biết sống sao hả em? Đức ơi, mày làm gì đây? Dạ, em đang nâng niu em này, mai nó về nhà chồng rồi. Xe để bán mà mày cứ ôm ôm thế để làm gì? Vâng, em yêu nó là hoa hậu của lòng em. Thế mày review con xe này nào? Review làm gì anh? Bán nó à? Có khách đang hỏi này, nào review xe nào? Vâng, để em review. Buồn lắm, mấy mai mới về nhà chồng rồi. Em nghĩ sao về việc một người mình từng yêu sắp về nhà chồng? Mình cũng đang cảm giác như thế. Đây, giới thiệu mọi người AXE, không dẹp trên thân của lòng mình. Đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy em ấy được trang bị khung nhôm, tuy có mối hàn không thẩm mỹ nhưng mà màu sơn em ấy được sơn bóng rất là đẹp, đẹp rất là mê hồn con người. Tiếp theo là về phần bộ chuyển động, em ấy được trang bị quả đùi đĩa 46T, đây phanh la răng 5 chấu, xích thì xích hạt đậu thần lít sau lít 17T, em ấy rất là đẹp. Cấu hình này cũng là cấu hình cơ bản thôi nhưng mà em ấy đẹp, mình rất là tê. Xe được trang bị vành 4 phân và lốp 700x23C, rất là gọi là êm ái thôi. Xe thì cấu hình thì cũng mức cơ bản thôi nhưng mà em ấy rất là đẹp. Mọi người thấy em đẹp không? Rất là đẹp nha. Đấy, còn giá của em này thì anh em đoán thêm là bao nhiêu nha. Giờ mình mai mình trốn này. Mai đi trốn với anh, mình đi đến nơi có bị...